Mới đây Nga đã thông báo chính thức rằng họ vừa hoàn thành việc bàn giao toàn bộ 24 tiêm kích Su-35 sân khấu mà Trung Quốc đã đặt hàng. Hợp đồng mua sắm 24 tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-35 sân khấu được Trung Quốc ký với Nga hồi năm 2016. Cho tới thời điểm hiện tại vẫn xuất hiện không ít thắc mắc về vai trò thực sự của những chiến đấu cơ tiên tiến này. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp quốc phòng nội địa thời gian qua, Su-35 sân khấu theo nhận định sẽ chủ yếu được sử dụng như một mẫu đối chứng công nghệ để đánh giá tính năng ký chiến thuật của 11-16 và cả tiêm kích tàng hình 20, chứ không còn giữ vai trò chủ lực như thời kỳ Bắc Kinh mua Su-27 sân khấu và Su-30 trước kia nữa. Nếu ý kiến trên là chính xác thì có lẽ Trung Quốc sẽ không ký hợp đồng mua lô Su-35 sân khấu tiếp theo bởi vì số lượng hiện tại đã đủ cho nhu cầu. Tuy nhiên khả năng này vẫn được nhắc tới và mang ra phân tích cụ thể. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự Trung Quốc, Su-35 sân khấu là một tiêm kích tuyệt vời nhờ sức cơ động cao và có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn rất tốt, thậm chí đủ sức đối đầu với cả 35 của Mỹ. Tuy nhiên Su-35 vẫn chưa hoàn thiện, điển hình là radar mạng pha quét thụ động BESA 35 IBIS-E nên được nâng cấp để cho hiệu suất tác chiến cao hơn. Trung Quốc cho rằng ngay từ khi ký hợp đồng mua Su-35 họ đã muốn thực hiện một vài cải tiến, nhưng do gặp phải nhiều vướng mắc mà kế hoạch này không được triển khai, cho nên với cấu hình hiện tại của Su-35 sân khấu nếu đối đầu với 16 nội địa thì mỗi dòng tiêm kích vẫn nắm giữ những lợi thế riêng. Vào ngày 29 tháng 3, Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rosneft, ông Lado nói rằng Trung Quốc sẽ quyết định có nên tiếp tục mua mẫu Su-35 nâng cấp hệ thống điện tử hàng không bằng thiết bị của riêng họ, và liệu Bắc Kinh có tiến tới sản xuất Su-35 phiên bản Trung Quốc trong 2 năm tới hay không. Trong trường hợp đề xuất trên của Nga được triển khai, dự báo Trung Quốc sẽ tích hợp cho Su-35 những thiết bị điện tử hàng không và vũ khí nội địa, ví dụ như tên lửa không đối không 15 và 10, cùng với tên lửa không đối hạng Il-18 hay Il-12. Ngoài ra gần như chắc chắn Bắc Kinh sẽ yêu cầu tích hợp cho Su-35 radar mạng pha quét điện tử chủ động ISA, loại trang bị cho 16 hay thậm chí là của 20. Khí tài này sẽ mở rộng phạm vi phát hiện 35 của Su-35 lên tới trên 110 km, hoặc ngoài 300 km khi đối đầu tiêm kích không áp dụng công nghệ tàng hình, cự ly tấn công mục tiêu mặt biển vào khoảng 500 km. Một chiếc Su-35 nâng cấp như trên rõ ràng rất đáng để quan tâm, nhưng liệu có cần thiết khi Trung Quốc đang sản xuất 16 với số lượng lớn và chi phí thấp? Giá thành là yếu tố gần như quyết định khi hiện tại Su-35 sân khấu đã có giá gần 100 triệu đô la Mỹ, phiên bản nâng cấp chắc còn cao hơn nhiều, nếu vậy phương án hoàn thiện chiếc 31 tỏ ra là lựa chọn tốt hơn. Với những yếu tố trên, triển vọng Trung Quốc đặt mua tiếp lô Su-35 nâng cấp với số lượng lớn là rất thấp, có thể họ chỉ mua một phi đội để tiếp tục giữ vai trò quân xanh trong đấu đối kháng mà thôi. Tiêm kích đa năng Su-35 sân khấu.